Chào cả nhà, hôm nay phim 4G xin giới thiệu cả nhà bộ phim đam mỹ của Thái Lan với tựa đề Du hành thời gian, tên tiếng Anh là Time the Series. Pham là một ngôi sao trẻ đầy tài năng nhưng quan trọng đã có bồ, Chris là người yêu của Pham mà lại bị bắn chết trong một vụ án. Trong khi Pham đang bị oan bởi vụ án giết chế Bu thì đã may mắn có chiếc đồng hồ có thể quay ngược quá khứ. Liệu Pham có thể tìm được lời giải về cái chết của Chris và thay đổi số phận của cả hai người không? Hãy cùng theo dõi bộ phim Du hành thời gian. Mở đầu bộ phim là cảnh rượt đuổi rồi Chris bị cảnh sát bắt. Pham đang hoang mang vì không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Chris chỉ nói, yên tâm. Mới vừa nói nấu cơm đợi anh trở về mà giây sau đã bị hạ gục bằng một viên đạn khiến anh đang xuất luôn khỏi trái đất. Pham giật mình tỉnh dậy, thì ra là ký ức buồn hiện về, buồn buồn ngồi nhớ người yêu lại đi làm vài cốc rượu cho đỡ buồn. Kết quả của cuộc nhậu cả đêm là sáng mai ngủ trương thây mà Oti gọi còn không thèm nghe máy, đấy làm quản lý cho người nổi tiếng cũng có sướng gì đâu, phải đến tận nơi lôi đầu nó dậy. Bị cấm sóng đến mức không có việc rồi mà nhìn say xỉn như thằng nghiện rượu, Pham chán nản kêu cắt vai của mình đi cũng được. Cơ mà bây giờ cả đoàn phim đang chờ mày đấy, thế là phải xách cái đít thon thon nhanh lên mà đi làm, không là bị chúng chửi cho thúi đầu. Vừa đến nơi, chế Bu phải bắt Pham xin lỗi mọi người ngay vì đến muộn, nhưng lại gặp bà BD diện nguyên bộ vàng chóe cả khịa. Đang chuẩn bị đồ thì gặp ngay cái thằng hãm tài đến gạ gẫm, người thì xấu trai mà tưởng mình có giá lắm chứ, cứ phải để Pham từ chối thẳng mặt cơ. Đúng lúc diễn thì Pham lại kêu không nhớ thoại khiến đạo diễn tức điên. Lại gặp cái bà chọc gậy bánh xe, kích đều nữa chứ nhưng được chế Bu ra khích lệ tinh thần. Bên nhà tài trợ giải thích chi tiết sản phẩm cho Pham để dễ hiểu hơn. Lần này thì diễn tốt hơn hẳn rồi, em còn tưởng câu thoại dài lắm chứ có một câu mà Pham còn kêu không nhớ được thì chắc chắn là não cá vàng rồi. Tối hôm nay có tiệc sinh nhật của Pham, mọi người bàn tán Pham tồi tàn, vẫn rất không có việc để ăn nhưng mà vẫn đẹp trai nhìn là muốn rơi trái chuối nó ghê nha. Có đứa chả có 2000 bạt mà đòi Pham cởi quần. Cứ phải để chị Bu ra tay, muốn xem hàng tốt thì phải cả 100.000, còn riêng bà bánh bèo Nini thì không bao giờ có cửa đâu nhé. Nhưng bánh bèo Nini cậy nhà mặt phố, bố làm to nên thái độ rất bố láo. Nói muốn có Pham cho bằng được. Chị Bu nói Pham đã có người yêu rồi, cho dù người yêu Pham có chết đi, cũng vẫn khắc ghi trong lòng. Nó cũng không thèm cái thứ gái điên bệnh hoạn như mày. Nhưng Nini vẫn thách thức chế Bu, rồi Nini đưa rượu cho Pham uống, lại còn gà gẫm gợi tình Pham. Uống với bánh bèo nhưng chỉ nhớ đến cảnh nhậu vui vẻ với người yêu và đồng bọn thôi. Bị Nini dùng mưu hành kế bẩn chuốc rượu khiến Pham bắt đầu say không biết trời đất gì nữa cả. Rồi Nini cho người đưa Pham vào phòng. Bánh bèo này định hãm hiếp Pham đây mà. May mà chế Bu biết tổng con này có ý đồ xấu với Pham nên vào cản ngay con đàn bà đê tiện này lại. Hai bên bắt đầu cãi lộn, đụng vào giới hạn của bản thân thế là hai bên đánh nhau, chế Bu tướng như con voi mà lại đánh thua con Nini mới đau. Mới quất lại nó vài tán là con Nini dùng ngay mảnh thủy tinh vỡ, đâm chế Bu đi đoàn tụ với ông bà ngay và luôn. Đấy nhậu say quá cần câu rồi bây giờ bị người ta đổ oan kìa. Pham dậy thì thấy chế Bu nằm dưới đất, còn mình thì lại đang cầm hung khí gây án. Pham đi tới bên xác chế Bu thì cũng đúng lúc đó mọi người cùng chạy tới. Pham vào đầu bứt tai vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Pham nói mình không biết vì sao mảnh gương vỡ lại nằm trong tay, bản thân thì không nhớ gì hết, khi tỉnh lại đã thấy chế Bu như thế rồi. Rosie khuyên Pham nên bình tĩnh lại, chút nữa cảnh sát sẽ đến. Trong lúc Rosie đi lấy nước thì không hiểu Pham nghĩ gì mà lại chạy trốn. Pham vứt áo lại bên đường rồi bỏ đi trong đêm mưa. Đang ngồi trú mưa thì gặp một thanh niên lạ mặt dụ dỗ Pham tới phòng của hắn ta. Pham nhìn cái đồng hồ trên cổ của người đàn ông, rất giống món đồ mà mình đã mua tặng người yêu đã mất, khi nhìn thấy chiếc đồng hồ lại càng khiến Pham nhớ người yêu nhiều hơn. Người đàn ông đưa chiếc đồng hồ cho Pham cầm. Rồi tự nhiên biến thành Chris. Pham ôm Chris rồi bày tỏ bao nhiêu tâm tư nhớ nhung lâu nay. Cứ nhìn nhau với khoảng cách gần như này là thế nào cũng hôn nhau các bác ạ. Mà đã hôn rồi mà không làm ăn gì thì thật là phí cả một tài nguyên trai đẹp. Vậy nên chúng nó lại đè nhau trên sofa mà đấu kiếm với nhau. Còn đang hưởng thụ với trai đẹp thì Pham bừng tỉnh giấc. Nhìn căn phòng giống lúc làm việc với anh Mu, trên tay là chiếc đồng hồ. Pham còn tưởng mình đang nằm mơ chứ. Phải nhanh chóng tỉnh lại để tìm ra sự thật cái chết của chế Bu nhưng búng đau cả trán mà vẫn không có gì khác biệt. Bước ra đường ngơ ngác lạ lẫm khi thấy mọi người đang bàn tán câu chuyện của những năm trước. Thì ra đây chính là thời gian 5 năm trước. Nhưng mà Pham vẫn còn ngây thơ như con Niter, còn nghĩ mình đang nằm mơ rồi rơi vào đa vũ trụ của quá khứ chứ. Rồi một bóng hình quen thuộc, mình bước qua đời nhau để bờ vai đau, quay lại mới biết đó là Chris. Chơi trò mất nét gì mà đi rình lén người ta vậy Pham, nhưng đang lén lén lút lút ngắm trai thì bị thanh niên Park phát hiện. Park hỏi Pham là ai, quen biết Chris à, chắc là người hâm mộ của Chris. Pham tò mò, cái thằng này mới đó đã quên mặt nhau rồi à. Giới thiệu mình là Pham, bạn của Park, Chris và Miu đấy. Nhưng mà Park thì lại không biết Miu là ai, Pham nói đó là bồ tương lai của Park đấy. Thấy Pham toàn nói những lời linh tinh, thế là Park lôi cổ Pham đi gặp Chris. May mà Chris ngăn cản chứ không là Pham bị Park đấm vỡ cái mồm rồi. Pham hỏi Chris đi đâu nhưng mà Chris hỏi chúng ta quen biết nhau hay sao rồi Chris bỏ đi. Mà các bác có thấy Chris hơi giống Jin Tuấn Kiệt chồng Puka không? Em thì thấy hơi hơi giống, ngộ ha, lâu lộ lại có người giống người đến thế cơ chứ. Pham về nhà thì thấy hóa đơn tiền điện năm 2018. Thời gian này Pham vẫn chưa quen biết Chris. Pham quen Chris vào năm 2019 và Chris chết vào năm 2021, vậy nghĩa là bây giờ mọi người trong quán không hề biết tới Pham. Đang suy nghĩ thì bà chủ trọ đến đòi tiền phòng, ở gì 4 tháng không thèm trả tiền cho chủ nhà thế em trai.
Fawn đến quán Asgard để tìm sự thật về cái chết của Creed. Quyết định xin việc với tên là ta, được ông bà độ cho luôn Creed là người hướng dẫn công việc. Gặp ngay thanh niên Park lại đến cà khịa, đang định gây sự thì Creed phải ngăn cản ngay hai cái đứa trẻ trâu này lại. Creed dẫn Fawn đi vòng vòng quán hướng dẫn công việc, mặc cho Creed nói gì thì Fawn chỉ có chăm chú nhìn Creed thôi, xem cái nét mê trai của em kìa, nhìn người ta sắp rớt nước miếng đến nơi rồi. Cứ thấy trai đẹp là sáng cả mắt lên nên bị Park gõ đầu cho một cái, tập trung nghe việc thì không nghe chỉ nhìn trai là nhanh. Ngày đầu tiên đi làm thì chỉ cần phục vụ nước cho khách là được rồi. Fawn đi tắm, đến lúc quấn khăn tắm đi ra thì bị mấy đứa giật khăn tắm trêu, định ma mới bắt nạt ma cũ à, may mà anh từ tương lai trở về nên đã phòng bị trước rồi nhé. Bị bắt nạt cái là phải đi mách lẻo anh yêu liền. Chưa gì đã xông vào phòng tắm của người ta mà hét rồi, định nói cho cả thế giới biết đã nhìn thấy trái cấm của anh Creed rồi à. Đã vậy Fawn còn trêu chọc, nhìn hàng của Creed cũng ngon đấy, rồi tiện tay giật ngay cái khăn tắm của Creed rồi chạy vào nhà tắm ngay. Quán đang yên ổn tự nhiên thanh niên Mew xông vào cùng đám người lạ. Bắc ra xử lý cái đám côn đồ không mời mà đến này thì bị ăn đấm, Fawn thấy vậy cũng đòi chạy ra ứng cứu thì lại bị vào cho cái má nhìn không ra, đúng là không biết tự lượng sức mình à. Đấy làm ồn ào quán như vậy nhưng sau khi mama tổng quản của Mew đến vung tiền cái là lại êm đẹp ngay. Fawn kêu mình chưa có chỗ ở, nhân viên của quán sẽ được cấp chỗ ở nhưng quan trọng là hết phòng rồi. Bây giờ chỉ còn phòng của Park và Creed ở một mình đấy. Nghe đến đây là hai đứa tìm mọi lý do để từ chối bạn cùng giường mới, Park kêu không phải hai đứa nói quen biết nhau à, thế thì cho Fawn ở cùng phòng với Creed đi. Vậy là quyết định Fawn sẽ ở phòng Creed để tiện dạy việc nữa, đúng như ý muốn của Fawn rồi nhé, ở chung tha hồ mà tù ti tú tí với anh bồ. Mới vào làm một ngày mà Fawn đã được chế Piak cho lên làm host tiếp khách rồi, đúng là đẹp trai khoai to có khác, được ưu ái hẳn ra. Đến phòng Creed thì không biết nó là cái phòng hay cái ổ chuột nữa, cái mặt thì đẹp trai mà sao ở bừa bộn thế. Còn tưởng em Fawn đổi ý nhưng mà em đã quá quen với sự bừa bộn này rồi, nên yên tâm dọn dẹp một tí là được. Creed đi tắm còn Fawn dọn dẹp thì thấy hình ảnh của một bà bánh bèo nhìn cũng xinh phết đấy mà không biết là ai. Creed tắm xong thì đã thấy phòng được dọn dẹp sạch sẽ rồi, còn Fawn vẫn như cũ, tiện tay xin luôn cái khăn tắm của Creed để đi tắm. Tắm xong là leo lên giường đòi ngủ cùng với Creed liền, không gì bằng cái nét mê trai mà, cứ trêu ghẹo nhau thế này thì em biết xảy ra ngay cảnh đam mỹ mà. Lỡ hôn phải Fawn vậy là Creed đuổi ngay Fawn xuống đất để ngủ. Miệng thì đuổi người ta xuống mà sao anh Creed cười tươi thế, chắc thích lắm rồi đúng không? Fawn kêu than vừa đi là mệt, vừa phải dọn phòng mà lại còn bị bắt nằm đất nữa chứ. Thời gian này Fawn phải ở đây thật sao, quen biết người mới, không biết nên làm gì tiếp theo đây. Nghe Fawn lẩm bẩm mà Creed chắc đang thắc mắc thằng này đang bị mộng du đúng không? Ký ức lại hiện về cái thời tình cảm của cả hai, đang nằm hưởng thụ thì Creed tiến đến khoe bờ mông căng mọng cho khán giả. Nhìn con mình thì tiến tới cưỡng hôn Fawn, em Fawn chỉ nằm đó đợi Creed thôi đấy nên đáp trả lại nhiệt tình. Đấy lại còn chơi trò lái xe bò của Phương Mỹ Chi nữa chứ. Nhưng đây chỉ là hồi tưởng của Fawn thôi đấy, mà nó chân thực tới từng cọng lông luôn các bác ạ. Sáng sớm là Fawn đã đi mua bữa sáng tới phục vụ tận giường cho Creed ăn rồi. Mua đồ cho bồ mà lại bảo với bé bán hàng là mua đồ cho cún nữa chứ. Creed nghi ngờ tại sao Fawn lại biết mình thích món này, lại còn biết địa chỉ mua nữa chứ. Fawn phải lấy lý do, thời công nghệ 4.0 mà, lên mạng tí là biết ngay. Creed hỏi tại sao Fawn lại nói quen biết mình, Fawn bảo mình là người yêu tương lai của Creed thì có tin không. Đấy biết ngay, nói ra Creed lại bảo Fawn nói vớ vẩn. Creed nhắc nhở ăn xong rồi cả hai đi mua đồ, có cái khăn tắm thôi mà cứ dùng ké của người khác rồi lắc, hắc lào nó vận vào người thì nguy. Đi mua sắm mà muốn xách cả cái siêu thị về, Creed phàn nàn thì Fawn kêu mua cho cả hai đứa dùng. Creed kêu chỉ cho ở một thời gian thôi mà làm quá. Có mỗi cái sản phẩm rửa mặt thôi mà hai đứa cứ đứng đó cà khịa nhau, anh Fawn cứ như bác sĩ da liễu vậy nói như đúng rồi, mấy lời này do đạo diễn bắt nói để quảng cáo sản phẩm đúng không? Rồi cái tên Park đến chen giữa hai đứa rủ đi ăn. Nhưng vừa có điện thoại cái là lại chạy mất dép, đúng là tào lao mà. Đi mua đồ mà cái đứa đi tay không thì than mệt trong khi cái đứa phải xách cả đống đồ còn chưa thèm nói gì. Khiến Fawn phải lẩm bẩm cái nét của Creed vẫn như cũ. Creed thắc mắc thì Fawn liền phải chữa cháy là đồ của Creed cũ rồi nên kêu mua đồ mới cho Creed luôn. Đến khi Creed hỏi tại sao Fawn biết đồ Creed thích dùng thì Fawn phải lấy lý do hôm qua dọn đồ nên biết đó thôi. Mew sau khi trốn bà mẹ hãm tài bỏ nhà ra đi, may mắn đi theo Park thì cũng được chế Piak nhận vào làm việc. Mew được ở cùng phòng với Park. Hai đứa đều là nhân viên mới nên Fawn với Mew làm thân nhau rồi lập hội đi nói xấu bạn cùng phòng. Đấy vừa nhắc tới là hai đứa nó ra liền kìa, đúng là anh Park với Creed sau này thắp hương mũi cũng lên ấy chứ. Hôm nay là Creed sẽ chăm sóc khách VIP ở trên tầng, còn Fawn thì phải ở dưới, không có Creed bảo kê là sợ liền. Mới làm được một ngày đã mơ mộng không biết bao giờ mới được lên tiếp khách VIP nhỉ. Creed kêu phải làm việc ít nhất 3 tháng, bao giờ chế Piak cho lên thì lên thôi. Giờ đây là màn chào sân các hàng ngon tuyển chọn cho các chị em xem nè, mời các chị em chọn một anh nha, còn em thì có sổ hộ nghèo nên xin phép nhận hết. Xin hỏi địa chỉ quán ở đâu cho em đến nhận chồng với ạ? Fawn dò hỏi thông tin của khu khách VIP, nhưng đây là khu vực bí mật của VIP không lên được đâu, nghe thôi mà cái nét tò mò bà tám nổi lên, Fawn và Mew là muốn được lên phòng VIP lắm rồi đấy. Fawn được dẫn đi tiếp một bà chị già, nhìn chảnh chọe mới đầu còn chê lên chê xuống gà mới cơ, nhưng thấy em Fawn cũng ngon nên cũng đồng ý liền. Đấy giao diện đã đẹp trai mà còn dẻo miệng thì chị nào chẳng thích, mới nói mấy câu mà khách đã thích rồi.
còn lỡ đổ rượu lên người farm rồi đòi farm thay đồ ngay ở đó nữa chứ. Cái nét mê trai này giống hệt như mấy bà thụ đang xem review vậy, a hi hi. Farm gặp Chế Bu và cô Parinawi, farm thắc mắc hai người này có quen biết nhau à. Nét tò mò nổi lên nên farm đeo khẩu trang vào, rồi đưa rượu cho bàn của Chế Bu, rồi tiện thể ngồi hóng hớt câu chuyện. Có vẻ bà Parinawi đang nhờ Chế Bu nâng đỡ cho bác sĩ Tianthot còn trai mình, à thì ra là cái thằng ở đầu phim xấu như ma mà đòi tán tỉnh farm đó cả nhà. Farm thắc mắc vì mối quan hệ hai người này trong tương lai chẳng thấy liên quan gì với nhau mà sao bây giờ lại trong thân thiết với nhau thế. Chris tức giận vì farm đã lén lên khu vực VIP. Thì biết sai rồi nên phải xin lỗi chứ sao, nhưng Chris vẫn tức giận vì hành động của farm có thể khiến những người phục vụ trong phòng sẽ bị đuổi việc. Farm còn nghĩ Chris đang làm quá mọi chuyện, nhưng mà Chris kêu farm ích kỷ. Nếu khách VIP biết người không liên quan lên phòng mà bị lộ thông tin thì chắc chắn mọi người bị ảnh hưởng rồi quán đóng cửa, mọi việc của Chris đều toang hết, bọn nó đáng sợ hơn farm nghĩ đấy. Farm vẫn cố cãi, đám VIP có gì đâu mà phải sợ. Chris nghĩ đến mọi người, thế có nghĩ đến cảm xúc của farm không? Tại sao farm lại ở đây ngay lúc này? Tại sao farm phải lén lên phòng VIP? Là vì farm đang phải tìm cách sửa sai cho tương lai. Rồi bảo Chris có hiểu cho farm không? Ê cái khúc này cấn cấn nha, lúc này hai đứa đã yêu nhau gì đâu mà bảo có hiểu cho farm không? Lại còn hỏi Chris có nhớ được gì không? Xin lỗi, chứ farm bị ngáo đá à? Chỉ farm được quay ngược lại thời gian thì có mỗi anh biết tương lai chứ mấy đứa kia làm gì biết gì đâu mà hỏi. Thế mà anh Chris cũng đứng yên chịu nghe chửi được. Đúng là nóc nhà đã chửi thì cứ phải nín họng hết. Chris nói mình đã nhớ ra farm ngay từ đầu, rồi tiến tới ôm farm. Farm bất lực vì cứ tưởng Chris nhớ ra hai đứa là người yêu chứ, thì ra là Chris nhớ chuyện hồi nhỏ à. À, hồi nhỏ Chris bị lạc, tình cờ gặp farm, tặng cho con thú bông rồi giúp Chris tìm bố mẹ. Đang tâm sự thì Chris có điện thoại rồi bảo đi gấp. Farm đòi đi theo mà Chris không cho đi. Không cho đi thì mình lén đi theo sau vậy, bắt ngay chuyến xe ôm công nghệ đuổi theo bồ liền. Chris đến gặp mặt hai thanh niên lạ với cuộc trao đổi mờ ám gì đó. Bên kia thì đòi đồ, còn Chris thì đòi nói mật khẩu ra trước đã. Vậy là không bên nào chịu thua bên nào, nên ra tay đánh nhau, nhưng hai đấu một không chuột cũng què, Chris bị hạ gục trong 10 giây. Đến khi thằng kia chuẩn bị dùng dao phá dung nhan Chris thì farm chạy ra đánh cho ngã lăn quay. Nhưng quan trọng là đồng bọn của nó quá đông, nên Chris nắm tay farm mà chạy. Vẫn là bị chặn đường rồi thằng kia đang định dùng dao đâm Chris thì farm chạy ra đỡ dao. Thôi 36 kế chuồn là thượng sách, chứ ở đó nữa là đi gặp ông bà tổ tiên luôn. Đỡ dao cho nó mà còn bị chửi nhiều chuyện, tự nhiên đi theo làm gì, thì người ta lo cho nhau mà. Giả sử farm bị đấm thì chắc chắn Chris cũng sẽ nhảy vào giúp thôi mà. Không biết có giúp băng bó vết thương hay là định tạo thêm vết thương nữa, cái gì cũng phải nhẹ tay thôi chứ. Băng bó vết thương mà không quên thả thính nhau nữa. Với hai cái mặt bị thương như này, thì thôi gọi điện ngay cho chế Piak, nay em xin nghỉ làm. Sáng sớm, Chris đi tập thể dục là phụ mà làm việc mờ ám là chính nha, lén lút đưa thứ gì đó vào bà chị bánh bèo rồi chạy đi như không quen biết. Trong một nhà luôn có đứa dậy sớm tập thể dục, còn một đứa thì nằm ngủ trương thây mãi không chịu dậy. Nể tình bị thương nên hôm nay Chris dâng đồ ăn lên tận họng cho farm luôn nhé. Hỏi em đã uống thuốc chưa? Mà thấy em bảo chờ ăn sáng với mình cái là Chris tủm tỉm cười ngay, thích lắm rồi mà còn ngại. Nghe đêm qua Miu được tiếp VIP thế là farm nghĩ ngay mình cũng có thể lên tiếp khách VIP được. Chris thắc mắc sao farm cứ thích tiếp khách VIP nhỉ? Ờ thì được nhiều tiền đó. Chắc Chris không thích em farm đi tiếp khách đây mà. Ăn xong là dậy sang gõ cửa phòng thằng bạn liền. Cặp đôi Park với Miu tối qua đấu súng với nhau mãnh liệt lắm, nhưng sao Park phải nói dối, Miu hôm qua không về phòng. Hôm nay con bánh bèo mất dạy Nini đến quán, thì ra Nini là khách VIP của Chris. Farm hỏi thăm thông tin thì biết Nini đã biến mất 2 năm rồi, giờ mới xuất hiện lại. Vì có bố làm VIP nên mặc dù lộng hành nhưng cô ta vẫn được cho vào quán. Chế Piak định đưa Farm đi gặp khách hàng, nhưng Farm lấy cớ đi vệ sinh rồi nghe lén cuộc điện thoại của người đi cùng nhỏ Nini. Nghe cuộc nói chuyện với Boss có vẻ mờ ám, Farm đoán hay chính là người Black Boss mà Chris nhắc tới nhỉ. Đúng là dịch vụ ở quán này tốt thật, đút đồ ăn cho khách hàng bằng miệng luôn cơ, nhìn cái nét xà nẹo của bánh bèo Nini mà em muốn phang chiếc dép vào mặt nó luôn. Nini kêu chế Piak đưa thêm một người nữa lên và người được chọn là Miu, thấy Chris cùng Nini đi lên tầng. Farm cái nét bà tám hóng hớt liền kéo Miu lại hỏi thăm tình hình mới biết là hội này lên phòng VIP, vậy là Farm nhờ Miu giúp đỡ nghe lén dùm. Nini và Chris đi gặp Chế Bu cùng bà Parinawi và Tianthot về bộ phim mới với tư cách là người đầu tư, còn Nini đóng nữ chính, nam chính là Tianthot. Nhưng mà có vẻ Tianthot không ưng ý nữ chính nên thái độ ra mặt nha. Bà Parinawi sẽ là nhà đầu tư cùng bố của Nini, nhưng Tianthot thì đòi đổi phim, đổi cả nữ chính luôn chứ. Nini cậy có nhà mặt phố bố làm to nên cũng kinh kiệu chả ngán thằng nào con nào, kêu dự án này có khả năng không hợp nha, tìm người khác chứ người hôm nay đưa đến cũng không ổn nha. Hai ông bà chẳng ai vừa, đúng là chó chê mèo lắm lông, còn mèo chê chó chạy lông nhông ngoài đường. Farm thấy Chế Bu cùng mọi người xuống thì liền tìm cớ đi ra nhà vệ sinh rồi tìm gặp Miu hỏi tình hình, nhưng đúng lúc Park đến xe ngang nên Miu bảo nói chuyện sau. Đang ngồi hóng gió thì Park và Miu đem đến thông tin nóng bỏng tay. Người phục vụ quán bar nổi tiếng bị đánh đập và nhốt dưới tòa nhà sau khi biến mất một tuần là thằng Phong, nhân viên của quán mà hôm trước cùng Chris phục vụ ở phòng VIP. Mà hôm đó Chris phục vụ khách nhì không có vấn đề gì mà. Cả đám quyết định sẽ đến thăm Phong. Cảm thấy nghề nghiệp làm trai dịch vụ càng ngày càng nguy hiểm nên Park rủ cả hội nghỉ làm để tìm việc an toàn hơn, mà quan trọng nghỉ rồi thì đi làm gì bây giờ.
Creed thì mong muốn làm đầu bếp nhưng bị Form cà khịa, chiên trứng còn cháy nữa mà đòi làm đầu bếp, chắc tính đầu độc khách à? Form hỏi dò thông tin mối quan hệ của Creed và Nini, tại sao phải thân thiết với Nini như vậy, chăm sóc từng lỗ chân lông cho khách vậy à? Nhưng Creed không trả lời mà đi hỏi ngược lại, có phải Form ghen không, ai lại đi ghen với khách hàng bao giờ? Thấy Creed đi tắm là Form cũng đòi đi tắm chung liền, Creed mới đầu còn từ chối nhưng khi Form đến cưỡng hôn thì anh sao lại đáp trả nồng nhiệt vậy ạ? Nghiện lại còn ra vẻ ngại. Đây chúng nó lại ăn nhau ở trong buồng tắm rồi các bác ạ. Form hỏi chuyện đêm qua tiếp khách VIP nhưng Miu nói không có gì cả, nếu có vấn đề thì là ở trong chiếc USB. Miu đưa cho Form chiếc USB mà nói, chắc chắn có chuyện gì đó mờ ám ở đây, bởi vì chúng hành xử rất lạ. Form định xem nội dung trong USB nhưng xui là nó có mật khẩu, may mà gặp thanh niên nghiện game như Miu phá được mật khẩu USB. Đấy nghiện game mà được việc phết, ủng hộ các bác nghiện game nhưng có ích cho đất nước chứ đừng phá ra chi tử là được. Mở ra thì bên trong là những hình ảnh liên quan đến Black Boss, Form liền giành lại máy tính mà nói, chuyện này chỉ một mình biết thì tốt hơn, rồi kêu Miu đi về trước. Hình ảnh bên trong USB giống như sơ đồ kết nối gì đó mà có cả hình ảnh của Creed nữa. Đúng lúc đó thì Creed đi đến làm Form giật cả mình. Creed trách Form dính líu đến chuyện của mình, còn không quên nhắc nhở bọn chúng đáng sợ hơn những gì Form nghĩ, nhưng Form nói Creed sẽ phải chết vì chuyện này. Khuyên bảo Creed rút lui, không muốn Creed gặp chuyện không may, tâm sự thỏa nỗi lòng xong là phải ôm Creed gia tăng tình cảm. À thì ra cái USB đó là do bà Parinagui đánh rơi. Creed kêu đã nhặt được đồ của Parinagui đánh rơi nên chế bu nói Creed đưa đến thẳng nhà cho Parinagui. Form khuyên bảo Creed đừng dính dáng đến Black Boss nữa nếu không sẽ chết đó. Creed thắc mắc vì sao Form lại biết chuyện Black Boss, không biết thằng này là ma só ở đâu mà chuyện gì cũng biết. Vẫn là câu nói cũ, tao là người yêu mày đến từ tương lai. Hôm đó trước khi Creed chết đã nói chuyện Black Boss cho Form biết. Form khuyên Creed không nên dính vào Black Boss nữa. Creed nói vậy mình không dính dáng vào nữa thì Form cũng sẽ không được dính vào chuyện này nữa. Thấy Form hứa không tham gia nữa là Creed cũng đồng ý rút lui khỏi Black Boss, nhưng phải từ từ rút ra chứ không bọn nó nghi ngờ. Đến giờ đi làm muốn xin quá giang mà nó còn khó tính. Phải làm nũng và hứa chỉ ở ngoài xe không đi đâu cả thì Creed mới đồng ý cho đi nhờ xe đấy. Form đang chờ Creed ở xe thì gặp thanh niên Tian Thoát đến đòi dụ dỗ Form. Form đã không thèm nói gì mà tên này cứ lắm mồm, đến khi bố ra cái là rén ngang, câm họng ngay. Creed ra là biết Form có bồ rồi đấy nha, vậy mà tên Tian Thoát vẫn đứt không sợ súng, định thách thức đập chậu cướp hoa à. Thôi kệ xác nó, Form giục Creed đi về quán. Đi đến quán là gặp cặp đôi chim di Park với Miu, tóm được cái bọn này có điều gì mờ ám nha. Sợ bị khui chuyện hai đứa ăn nằm rầm rề với nhau nên Park chuyển chủ đề nhanh lắm, tóm cổ hai đứa vào quán nhanh, không lại bị trừ lương bây giờ. Creed vừa đến quán mà đã có người tìm gặp rồi. Bánh bèo Park chạy đến ôm Creed rồi khóc trong bờ ngực của anh, quan trọng là Creed cũng giang tay ôm lại trước những ánh mắt soi mói nhiều chuyện của mấy bà tám. Đấy, thấy có nhân vật lạ là mấy bà tám lại bắt đầu bàn tán xuyên lục địa rồi. Lại còn xuyên tạc nào là người yêu cũ hay mối tình thời trung học của Creed. Bố Creed cùng bố Park bị tai nạn xe, nên Park đến gọi Creed về thăm bố nhưng Creed mặt không cảm xúc vậy. Chỉ cảm ơn vì đã thông báo rồi sẽ về thăm bố vào lúc khác. Bang đòi Creed về thăm bố cùng mình luôn nhưng Creed không chịu. Form tắm xong thông phúc thì Creed đi ra chọc gạo nhưng mà bị Form cho ăn quả bơ ngon lành, không thèm tiếp chuyện Creed mà đi luôn. Tiếp khách xong đang ngồi một mình thì hai thằng bạn Park và Miu đến phá vỡ bầu không khí. Mấy thánh bắt đầu chém gió chuyện tuổi hồng nhưng thấy thiếu thiếu, à thì ra thiếu Form, từ lúc tiếp khách xong là không thấy mặt đâu. Vừa nhắc Form cái là Form xuất hiện luôn kìa. Creed có ý tốt mời Form uống nước mà Form bơ đẹp luôn, đến khi Park đưa thì lại vui vẻ uống. Rồi Creed hỏi Form đi đâu, nhưng Form vẫn không thèm trả lời, đến khi Creed nhờ Park chuyển lời thì Form mới nói chuyện đấy. Lời nói của anh Creed bây giờ như mũi bay qua tai Form rồi, phải nhờ Park hỏi thì Form mới chịu trả lời. Form cà khịa hôm nay ai có khách quen đến đây thì phải. Nói mà ba thằng ngơ ngơ không biết Form đang ám chỉ ai cơ. Phải xác nhận lại mới biết người Form ám chỉ là Creed đấy. Creed cũng ngây ngơ như con nai tơ vì không biết làm sao mà Form giận mình. Không biết thì phải đi hỏi thôi, xách cái đít đi mà dỗ dành vợ chứ sao nữa. Creed về thì thấy Form đang thu dọn đồ đạc. Hỏi soạn đồ đi đâu thì không nói gì. Form tức giận nói Creed vẫn như cũ, có chuyện gì cũng không nói với Form. Creed bảo Form muốn biết chuyện gì thì hỏi đi. Form hỏi về chuyện của Bang, người yêu cũ của Creed, cất cả hình gái ở trong phòng chắc là yêu cô ấy lắm đúng không? Creed kêu đúng mà thất vọng tột độ. Form cầm cái đồng hồ mà than trời không biết quay ngược thời gian lại làm gì. Để biết được người yêu mình lâu nay vẫn yêu người khác à? Tự nhiên phát hiện ra cặp sừng to trên đầu luôn. Còn Creed thì nhìn thái độ của Form mà nhớ lại hình ảnh Form xả thân cứu mình. Rồi ngồi cạnh Form, Creed tâm sự nỗi lòng. Vẫn luôn cảm nhận được sự lo lắng của Form dành cho mình, cho dù biết nguy hiểm nhưng vẫn cố gắng giúp Creed không gặp rắc rối. Form giận dỗi bảo dù sao cũng có ích gì đâu vì Creed vẫn yêu người khác thôi. Creed nói đó chỉ là quá khứ, đã từng yêu Pang rất nhiều, nhưng bây giờ chỉ là bạn thôi. Form nói không phải Pang vẫn đến tìm và xin quay lại à. Creed nói Pang chỉ đến nói chuyện bố Creed gặp tai nạn và muốn Creed đến thăm thôi. Creed không liên hệ với nhà lâu lắm rồi, chỉ có Pang biết Creed ở đâu thôi. Form tự trách bản thân không biết chuyện gì mà đi ghen linh tinh. Lại nghe lời nói của mấy bà bánh bèo nhiều chuyện rồi suy diễn. Creed an ủi Form bây giờ có gì là phải hỏi thẳng, chứ đừng suy diễn nữa nhé. Form hỏi Creed lo cho mình như thế có phải thích Form rồi không,
Creed định chối nhưng mà Form biết thừa rồi nhé. Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn chứ. Nhưng rồi Form tự nhiên đau đầu rồi ngã ngửa ra sàn mà ngất đi. Thời gian trở về hiện tại, Form đang nằm hôn mê trong bệnh viện mà tình hình sức khỏe không biết bao giờ mới tỉnh lại, và Form vẫn là ứng cử viên sáng giá cho vị trí hung thủ giết chế Bu. Còn nhỏ Nini thì đang được bố chuẩn bị cho ra nước ngoài trốn sau khi đổ tội cho Form. Quay về thời gian quá khứ thì Form cũng đã ngủ mê mang một ngày rồi. Chắc do hai thằng bên cạnh nói nhiều quá nên Form liền tỉnh dậy. Bác hỏi Form bị Creed đấm hay sao mà tự nhiên ngất xỉu. Đi khám bác sĩ thì chỉ bảo là Form đang ngủ mà đánh thức mãi không dậy. Creed chăm sóc Form mệt đứt hơi nên mới sập nguồn được một lúc thôi đấy. Người ta mới ngủ được một tí mà Form đắp chăn cho thế nào khiến Creed tỉnh dậy luôn rồi. Vừa dậy đã hỏi thăm sức khỏe của em thụ, bé nói khỏe rồi mà anh Top không tin, phải trả lời bằng một nụ hôn mới chịu tin là em đã ổn rồi đấy. Thằng bé vừa mới tỉnh dậy sau một ngày nằm li bì còn chưa được ăn gì mà Creed đã đè Form ra ăn thịt rồi, lấy sức đây mà đấu kiếm nhỉ. Vậy mà bảo lo cho em, không lo giữ sức khỏe cho em gì cả, anh chỉ muốn sướng cho riêng anh thôi. Quất nhau xong là nằm tâm sự tuổi hồng chuyện tương lai hai đứa cực kỳ yêu nhau, chuyện Creed hy sinh, làm mọi thứ vì Form để Form đạt được ước mơ trở thành diễn viên nổi tiếng. Sống hết mình vì trai nhưng lại bị nghèo sớm quá nên khi không có Creed thì mọi thứ đối với Form trở nên vô nghĩa. Creed báo ngày mai mình sẽ đi thăm bố. Creed cùng Pang đi thăm hai ông bố nằm viện, gặp phụ huynh là cứ bị bắt ghép đôi thôi, chưa gì đã giục Creed và Pang kết hôn rồi. Creed gọi điện cho Black Boss định xin nghỉ việc nhưng mà Black Boss lại nói có người đã lén lấy được thông tin của Creed và bắt Creed đi tìm người đó và lấy lại hết thông tin đã điều tra được, không lá chết với tao. Mew đến gặp Form về ổ đĩa mà Form kêu Mew tìm thông tin. Form nói không quan tâm về chuyện đó nữa nhưng Mew lại đưa cho Form một chiếc USB và nói thông tin ở trong đó rất đáng quan tâm đấy. Form đang định xem USB thì đúng lúc Park xuất hiện làm giật cả mình. Creed đang trên đường về nên Park rủ cả đám đi kiếm quán ăn. Nini từ chối hợp tác với Tian Thoát nên bắt chế Bu lựa chọn giữa Nini và bà Parinawi. Đúng lúc đó đám Form đi vào, chế Bu nhìn thấy Form thì mắt sáng lên như đèn pha ô tô, như bắt được vàng. Chế Bu nói đây sẽ là người giúp mình lớn mạnh hơn nữa. Vậy là chế Bu đến dụ dỗ Form có muốn trở thành diễn viên không? Nhưng sau khi biết đây là nhân viên của quán bar thì chế Bu có phần hụt hẫng. Hụt thì hụi nhưng vẫn đưa danh thiếp để Form liên hệ lại, với lời hứa sẽ giúp Form nổi như cồn. Sau đó Creed đến thì mấy đứa liền khoe chuyện Form được chế Bu để mắt tới. Mọi người về thì thấy phòng đã bị lục tung, còn Creed thì nhận được cuộc gọi từ Black Boss hỏi thông tin ở đâu, hắn ta nói chắc chắn nhóm bạn của Creed đã làm chuyện này. Creed hỏi Mew về chuyện tải thông tin thì Mew đành phải nói thông tin đang ở trong tay Form. Creed gọi cho Form nhưng không nghe máy. Hồi tưởng lại hồi nhỏ Creed phải đi theo bố nên Creed và Form đành phải tạm biệt nhau. Creed gặp bánh bèo tay sai của Boss rồi đưa chiếc USB và giẫm nát nó. Creed kêu mọi chuyện đã xong và sẵn sàng làm việc tiếp với Black Boss. Form thì mất tung tích không ai tìm thấy. Buck tò mò vì phòng bị lục tung lên, tính báo cảnh sát nhưng Creed không cho. Creed nói hiện giờ không thể giải thích được, nhưng thời gian này tạm thời cứ tránh xa Creed ra. Thì ra Form đang ở với chế Bu, mặt buồn như con chuồn chuồn nên chế Bu đoán vừa chia tay với bồ, nhưng không có tiền thì cũng buồn nó. Gặp đúng người rồi đấy, tình yêu chế không cho được chứ tiền thì không thiếu, cứ đi theo chế thì sẽ có tiền. Chế Bu sẽ chỉnh sửa lại thông tin và đổi tên, biết ngay sẽ đổi thành tên Form mà. Form biết thừa chế Bu vừa đi xem bói về, thầy bói nói tên Form sẽ khiến chế Bu trở về đỉnh cao một lần nữa. Form tạm thời chưa đưa ra câu trả lời, nhưng trong thời gian tới là xin được ở lại cùng chế Bu. Trong thời gian này thì Form hứa sẽ học diễn xuất. Mew nghe ngóng được có kẻ thuê đám nhân viên trong quán kêu theo dõi Creed và hội bạn. Creed uống rượu say quá cần câu thì thấy Form hiện hồn về, thì ra là nhìn nhầm Park thành Form. Nhậu BC lết rồi gục ngay tại bàn mà phải để Park dìu về phòng. Form ở đây thì đang học diễn xuất cùng với chế Bu. Còn Creed thì đang thơ thẩn nhớ về những kỷ niệm với Form. Từ hồi em Form đi là ngày nào anh Creed cũng say xỉn. Park và Mew đi về thì gặp Form, Park nói từ hồi Form đi, Creed không giống con người nữa rồi, nhưng Form kêu chính Creed kêu không muốn Form đến nữa mà. Còn không biết rằng Creed đã nói gì với Form đâu. Form nói, đến gặp chế Piak để xin nghỉ việc rồi chuyển sang làm diễn viên với chế Bu. Form gặp Creed mà hỏi ngày nào cũng say vậy à? Creed hỏi Form về làm gì, cuộc đời Creed đang tốt lên đấy. Tốt lên mà như thế này hả? Form đưa cái USB cho Creed nói có phải đây chính là cái mà Creed muốn. Creed thì bảo để USB ở đó rồi đi đâu thì đi. Khi Form đi thì Creed mới tự nói với lòng mình, cứ để mọi chuyện Creed nhận thay cho. Còn cảnh này thì đã bị tay sai của Black Boss quay được. Form cùng chế Bu về phòng dọn đồ thì gặp Creed đi về. Chế Bu bảo hai đứa có chuyện gì thì nói chuyện rõ ràng với nhau đi. Form dẫn Creed ra chỗ khác nói chuyện nhưng Creed khó chịu kêu dẫn ra đây làm gì. Form hỏi không biết Creed giận hay lạnh lùng gì với Form, từ ngày Creed nói muốn có con là Form biết mình hết cơ hội rồi. Cái điều duy nhất mà Form không thể làm cho Creed được, nhưng tình yêu của Form dành cho Creed là number one. Form xin Creed trở về như trước. Khi Form ở với chế Bu, ngày nào cũng nhớ đến Creed nhưng Creed lại chẳng hề quan tâm gì đến Form. Mặc dù vậy Form vẫn yêu Creed. Việc quay lại quá khứ để giúp Creed không chết. Việc thấy người yêu mình chết trước mặt mình rất đau khổ và điều đó làm Form không muốn sống tiếp. Form có cơ hội cứu Creed thì Form phải làm vì Form muốn thấy Creed hạnh phúc cho dù không có Form bên cạnh. Creed còn tưởng thằng này uống lộn thuốc nên nói linh tinh, nhưng Form biết những gì mình làm, chỉ muốn Creed có cuộc sống tốt hơn. Form hy vọng Creed đừng đuổi mình đi nữa,
chỉ cần được ở cạnh Chris là cũng đủ rồi. Nói nhiều quá nên Chris phải chặn miệng Form lại cho bớt nói, rồi dẫn Form về phòng. Form từ chối không đi cùng chế Bu nữa, xin phép ở lại đây trước đã rồi có gì liên hệ sau. Đấy đã bảo phải xin phép chủ của Form trước đã mà. Để chúng nó giải quyết với nhau thế nào mà nó đổi ý 180 độ không thèm đi theo luôn, buồn cho chế Bu ghê. Làm hòa với nhau là bắt đầu hú hí rồi đấy. Chris có chuyện muốn nói, làm gì mà nghiêm trọng vậy nhỉ? Chris cảm ơn vì Form đã yêu mình, Form như là món quà đặc biệt nhất trong thời gian này đối với Chris. Form cũng rất vui vì Chris đã yêu mình. Hai anh tâm sự mà như sắp có chuyện gì xảy ra vậy. Thấy Chris trầm tư, Form hỏi có vấn đề gì, thì tự nhiên cuộc sống mới bắt đầu mà Form xuất hiện cái là bảo Chris sắp chết. Nghe có tụt mood không chứ? Vẫn phải xác nhận lại một lần nữa, Chris hỏi mình sẽ chết thật à? Nhưng Form vẫn khẳng định đúng vậy, nên Form mới quay trở lại quá khứ để sửa sai này. Vậy nếu không thành công thì sao? Thì là định mệnh rồi, cái số phận nó thế rồi cứ cố gắng tiến về phía trước thôi. Form nhắc nhở Chris phải cẩn thận hơn vì sắp đến thời điểm Chris chết rồi đấy. Nhưng cái tên này đích không sợ súng, vẫn trêu chọc, người khiến Chris chết chỉ có mình Form thôi. Chứ dính nhau như Sam thế này thì Chris đi đâu được chứ? Form hỏi Chris đã kết thúc với Black Boss chưa mà Chris đánh trống lảng đòi đi thay đồ. Cháu gái của Chris bị bắt cóc. Vì lần trước Chris lừa đưa USB giả, nên bây giờ Black Boss bắt cóc cháu gái Chris rồi bắt Chris đưa hàng thật đến. Form đòi đi theo Chris, cả hai cùng đi tìm vị trí của cháu gái Chris. Đến nơi thì bị cả đám bao vây đòi đưa thông tin ra. Sau khi xác nhận thông tin vẫn chưa bị sao chép thì bọn kia mới chịu thả cháu gái Chris ra. Nhưng lại muốn lấy mạng hai đứa. Đúng lúc đó Park với Miu cùng đến trợ giúp. Nhưng đúng là mấy anh ngoài đẹp trai khoai to ra thì chẳng đánh đấm được gì cả. Bọn kia ỷ đông hiếp yếu nên định xông vào làm gỏi bốn đứa, thì đúng lúc đó Mama tổng quản của Miu đến mang theo đàn em đến trợ giúp. Đang rút lui thì gặp đúng kẻ bắn tỉa, Form lại nhớ đến cảnh trước kia Chris cũng bị một tên bắn tỉa bắn chết. Trong lúc chạy trốn Form đỡ đạn hộ Chris, Form nói đây là điều mà Form phải làm, quay trở về quá khứ để bảo vệ Chris. Khi gửi lời chăn chối, hứa với em là anh phải sống tiếp thật tốt rồi chút hơi thở cuối cùng. Trở về hiện tại Form giật mình tỉnh giấc ngơ ngác nhìn xung quanh, còn nghĩ hay là mọi chuyện chỉ là giấc mơ. Còn thanh niên Cherry thì vẫn đang say giấc nồng trong khi Form đã xách đít đứng dậy thay đồ rồi vẫn còn chưa thèm tỉnh lại. Còn hai ông cảnh sát thì rủ nhau đi vệ sinh nên Form trốn khỏi phòng bệnh thành công. Nhưng quan trọng là Form đã bị truy nã vì tội chạy trốn trong lúc đang chịu sự kiểm soát của cảnh sát nha. Gương mặt anh bây giờ chắc nổi khắp toàn quốc hơn cả lúc làm diễn viên rồi. Form gọi Joji nhờ mở họp báo để nói sự thật với mọi người, nhưng trước đó phải đi đến một nơi đã. Form đi đến công viên gần nhà ngồi, thì ra đây là nơi mà hai đứa gặp nhau lần đầu tiên, nếu Chris biến mất thì Form sẽ đến nơi này ngồi đợi Chris mỗi ngày. Đang ngồi thơ thẩn thì đập vào mắt Form là một cái đống kỳ lạ, lục dưới đó thấy ngay cái hộp cute hột me, mở ra thì là những lá thư của Chris gửi cho Form từ năm 2018. Chris đã ngừng làm việc với Black Boss và chuyển qua làm việc cho mẹ của Miu. Bắc và Miu thì đã yêu nhau rồi, còn Chris thì vẫn nhớ Form như thường. Form lục tìm thấy một cái USB. U là trời là USB của Black Boss đây mà. Buổi họp báo sắp diễn ra mà phóng viên đến được vài người, đang lo lắng thì cảnh sát đến đòi bắt Form về quy án. Nhưng Form đòi họp báo xong thì mới theo cảnh sát về, cái mồm thảo mai của Form đã thao túng tâm lý thành công anh cảnh sát. Làm họp báo mà ít nhà báo đến dự quá nên kèm thêm livestream cho cả nước cùng xem, Form nói sau khi hôn mê tỉnh dậy thì vẫn chưa nhớ gì cả. Hôm đó có xe mất lý trí nhưng quan trọng là Form không có động cơ nào để làm vậy với chế Bu. Đúng lúc đó, Tian Thoát vì thất tình thằng người yêu ngủ với bà mẹ ruột Parina Huy của mình. Hắn nổi khùng đăng clip nói về nhân vật đứng sau mọi chuyện là con mất dạy Nini, bố của Nini có tầm ảnh hưởng lớn nên tin tức mới bị lắng xuống. Và đó chính là lý do cảnh sát không công bố danh sách khách mời trong sinh nhật của Form. Form đưa ra chiếc USB cho anh cảnh sát và nói có bằng chứng kinh doanh bất hợp pháp của bố Nini và bà Parina Huy, cùng với đó là một clip đã đăng lên fanpage cho đám phóng viên xem. Cảnh sát thì đòi dẫn Form đi thật nhanh trước sự dò hỏi dồn dập của phóng viên. Thì ra clip đó chính là video quay lại lời khai của vệ sĩ con Nini, y đã nói sự thật, chính Nini đã giết chế Bu và dàn cảnh vu khống cho Form. Được trong sạch, Form lại đến công viên ngồi chờ, mặc cho đám bạn chuẩn bị được đi chơi nhưng anh không có tâm trạng đi theo. Thì ra trước đó, khi Form đang ngồi chờ ở ghế đá công viên đã có một cậu bé đến đưa cho Form một con gấu bông hình chim đại bàng và nói có người đưa cho Form. Mà con gấu bông này chính là con gấu bông hồi nhỏ Form đã đưa cho Chris lúc Chris lạc bố mẹ. Đấy phải để bố khóc thì mới chịu xuất hiện cơ. Đang mít ướt thì nghe giọng quen thuộc từ sau lưng, quay lại thì cả ba đã đứng đằng sau rồi. Form hỏi mọi người trốn đi đâu, thì ra là kế hoạch của Chris bảo mọi người âm thầm ở phía sau giúp Form. Tìm kiếm thông tin và lo lắng, bảo vệ cho Form từ xa. Nini đã bị bắt ở sân bay, còn bố Nini thì đang ở nước ngoài nên chưa bị bắt, bà Parina Huy thì đang được cảnh sát lấy khẩu cung. Nhưng Black Boss là ai thì cũng chưa ai biết cả, chỉ biết đứng sau đội hacker xâm nhập vào hệ thống tài chính của ngân hàng trên thế giới để trộm tiền. Yên tâm, người sai cũng sẽ bị phạt thôi. Quan trọng là bây giờ anh Form muốn phạt Chris vì đã bắt mình chờ rõ lâu. Còn Chris bắt Form chịu phạt vì để Chris nhớ Form rất nhiều. Rồi cái nét diễn cơm chó cho đội hóng hớt xem kìa. Form rủ Chris về ở cùng để dễ hành sự hơn. Đấy nếu bạn không ngại thì người ngại là người xung quanh, chúng nó hôn hít nhau trước mặt bao người vậy đấy, cặp đôi Park với Miu cũng không chịu thua nha. Tưởng mọi chuyện kết thúc nhưng không, cú quay xe khét lẹt cuối phim dành cho Park, đúng là không tin được bố con thằng nào mà,
Park đang làm việc cho Black Box nha các bác. Hết phim. Cảm ơn các bạn đã xem phim. Hãy like và đăng ký kênh để xem tiếp nhiều phim đam mỹ hay khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.